Nhớ là về làm 10 bảng kia để lấy nội dung học buổi sau nha. Rồi giờ làm năng của trình này. Tactics phải chuột vào trong cái chỗ là chỗ này người ta gọi là project đúng không? Và phần là họ và tên sinh viên đây người ta gọi là solution. Đấy, kích vào project. Bán giày. Các bạn add cho tôi một cái vùng trên cùng đấy. Add cái vùng. Đó là cái vùng. Và ta đặt vùng đó tên là admin hay là quản lý gì đó cũng được. Thôi, ta đặt cho nó gần gùi với nó nhá, admin nhá. Được chưa? Ấn add. Cái này của mô hình MVC tạo ra cái vùng này admin. Đây là admin đây. Admin này. Và đây nó có thư mục mức độ controller và view mô hình MVC ở đó. Được chưa? Đấy. Và ta để chạy cái trang của trì. Để chạy cái trang của trì. Nhớ cho tôi là trước khi chạy thì ta phải build nó ở đây này. Được chưa? Và chạy. Ra chạy này. Chạy thì ta cứ kích hoạt vào project view. Và view in browser. Đấy. Thì nó chạy. Và khi chạy thế này nó sẽ bị lỗi. Chạy thế này nó bị lỗi nhá. Thì đừng có quan tâm nó bị lỗi. Các bạn gò cho tôi, xẹt cho tôi cái đường dẫn là AD gì? Admin. Rồi, cùng bị lỗi luôn. Tại sao bị lỗi? Khi ta chạy thế này thì một controller bật tình nó sẽ chạy. Được chưa? Và chỗ nào, nơi nào, quy ước controller nào chạy thì tôi sẽ mở cho các bạn project ở đây. Đây nó quy định cái tập tin đây này, tập tin này nó quy định khi ta đi vào thư mục admin, set admin đấy ạ, set admin một cái vùng admin, ta set admin thì một controller sẽ chạy. Đây là controller chạy và controller ở đây nó không có khai báo controller nào luôn. Nhưng nó nói là gì? Vậy ta khai báo cho nó tồn minh một chút xíu đi. Vậy ta muốn là một controller nào đó chạy thì ta gọi trừ controller bằng phẩy. Một controller nào đó chạy và controller tôi muốn nó chạy khi ta gọi vào admin. Đó là bảng điều khiển. Tôi ghi chữ dash. Đặt bỏ. Vậy một controller có tên là dashboard nó sẽ chạy và nó sẽ chạy vào phương thức event. Vậy ta build lên cho nó chạy không nhá, ta build lên thử này, build lên này, build này và ta chạy lại này, cục không chạy luôn, được không? Thế thì nguyên nhân là trong này đã có controller chưa? Chưa, thế thì ta tạo controller. Kích hoạt chuột vào thư mục controller. Add controller. Và ta sẽ tạo controller ở dạng rộng. Không có gì hết nhá. Được chưa? Rồi, các bạn add cho tôi một add. Và đây ta sẽ tạo cái chữ dashy, tạo cái chữ gì? Đây, bắt bỏ. Và chú ý, tên controller là đây. Nhưng đặt tên cho controller là phải là dashboard controller. Tên thì là đây. Tên là dashboard thôi. Được chưa? Nhưng quy tắc được tên của nó phải là dashboard controller thì nó mới chạy. Và ta ấn add một add này. Ok. Vậy nó chạy vào đây rồi. Và ta lại build nó lên lại này. Ta lại build nó lên lại này. Build lên là chạy lại này.
chạy đi. À, khi chạy lên thì nó là đi lùi chứ. Rồi đây là lùi gì? Khi con công nó chạy, nó đi return view đúng không? Return view. Mà view thì ta có chưa? Chưa có. View chưa có. Đấy, view chưa có. Xong rồi nó báo này. Vậy trong trong app.net FPC nó hỗ trợ bao nhiêu loại view? Còn nhìn á, view thứ nhất là APX, ASN thì gì đó, rất là nhiều loại view. Và chủ yếu là khi ta học C sáng là view của chúng ta là từ CS nhé. CS, result là CSHTML. Còn chúng ta là ta không có học gì cả là HTML đâu nhé. Được chưa? Vậy trước khi chạy ta phải add view. Vậy ta add view cho nó bằng cái gì? Kích chuột phải vào action. Kích chuột phải vào action trong đây này. Kích chuột phải vào action. Không cần bôi đen đâu. Tôi chỉ chỉ đó là action thôi. Kích phải này. Add gì? Add view. Và view thì nó có hai loại view. View không có, không sử dụng user layout page. Layout là gì? Là giao diện ở đây là giới đó, layout. Thế thì nếu như ta không check vào đây thì nó sẽ lấy một cái trang bình thường thôi. Và ta thử trường hợp không có layout nhé. Không có layout, check vào đây không có layout nhé. Không có layout. Tên là gì? Index dạng là rồng. Add một cái. Và ta gõ vào đây một dòng trừ. Đây là trang quản lý. Quản lý. Ok. Build nó lại. Và ta chạy này. Chờ coi nó build thành công chưa nè. Thành công rồi đấy. Chạy nhá. Đấy. Và đây là trang quản lý. Và cách này thì không nên xài. Nguyên nhân là một trang sẽ có một cái layout riêng, không đồng nhất. Vậy ta sẽ tạo layout đồng nhất, được chưa? Layout đồng nhất. Vậy vậy này, giờ ta sẽ tạo layout đồng nhất này. Layout đồng nhất có nghĩa là ta không xài cách này nữa. Vậy tôi xóa đi cái này nhá. Tôi xóa đi cái này này. Nhớ là tương ứng với mỗi control L thì nó sẽ có một cái thư mục gì để chứa view. Vậy giờ ta sẽ tạo ra layout trước. Layout trước kích phải chuột. Add layout. Layout là cây nào trong bài này? Vậy ta kích vào chữ item thôi nhá. Nó có hỗ trợ dưới này, nó có lối tắt ở dưới này, nó có lối tắt ở đây. Tôi không có xài L-Bay có một máy nào không có lối tắt thì ta không biết gì. Đến canh mình đi tìm. Vậy ta chọn vào item. Các bạn chọn cái mục là web này. Result này ha. Đây này. Cho nó lặp lại. Đừng có đi kéo từ trên xuống dưới, nó dài lắm. Được chưa? Ấn này. Và các bạn chọn cho tôi chữ layout. Layout. Rồi ấn đặt tên layout. Đây là AD gì? Đây là layout của thằng gì? AD gì? Rồi, end cái. Và giờ nhiệm vụ các bạn là lấy layout mà tôi cung cấp cho các bạn để end vào đây. Có nghĩa là giao diện đây. Và tôi sẽ mở cái giao diện đó ra cho các bạn xem ha. Chỉ có cái copy luôn. Đây. Ok ha, đứng trắng ha. Đẹp không? Có một khi nhúng thì các bạn mất thời gian để xóa bớt những thứ dư thừa đi. Và tôi khuyên các bạn là không nên lấy cái cây này. Và tôi khuyên các bạn là vào đây. Vào đây này. Vào trong cái mục là bay. Ở đây nó có một cái mục là UI. Sorry, không phải. Cái mục gì nhỉ? Layout. Không đúng luôn. Form. Table. Symbol. Ở đây đúng rồi. Đây này. Symbol đây. Và các bạn thấy có cái chữ bờ lăng á, bờ lăng đây. Ta lấy dạng giao diện này.
giao diện không có cái lòi bên trong này, được chưa? Nhìn phần bên ngoài nó bằng gì? Đủ hết. Ok, và nhiệm vụ các bạn đơn giản thôi, đó là gì? View xuống Ctrl A, Ctrl C và vào đây. Nhớ là đừng có xóa hết cái này đi nhá. Ta phải giữ lại cái gì? Giữ lại cái gì? Cái này này, cái này nó gọi là render body, có nghĩa là những cái thứ mà được đưa vào vị trí này là đồng, còn những thứ mà nằm ngoài nó đá, nó tỉnh, nó phải cái đó ta làm đồng. Nó phải cái trang sản phẩm, nó có cái quản lý sản phẩm, thêm sản phẩm, nó có khác với loại sản phẩm không? Loại nó trong á, khác đúng không? Khác, nó phải cái đó là cái loại bên trong ấy. Vậy thì tạm thời ta cứ enter cái đi xuống cho nó nằm dưới tí thế này đúng không? Dán cái này vào đây, dán cái này phần trên, được chưa? Rồi, thế thì cái title á, title này thì ta copy này, lên ta bỏ cái title ở trên, xóa thằng này đi nhá. À, thằng này xóa luôn đi, đừng có cần. Đấy mày, đấy xóa hết, chỉ đây từ title này. Đâu rồi, title đâu? Đây. Được chưa? Đổi lại title chỗ đó, đúng không? Rồi, còn cái thằng render body này, render body rồi đây này. Đây, render body đây. Đây, render body đây. Đấy, cắt cái này luôn, còn cái này xóa đi. Đó, coi như là cái thằng gốc nó hết đi rồi đó. Vậy cái thằng này bỏ vào chỗ nào? Thì các bạn xem trình duyệt của em này. Ta bỏ vào là bỏ vào chỗ nào? Thay đổi thì ta thay đổi cái khung này hay là qua cổ bên này hay là chỉ phần bên trong này. Thay đổi ta sẽ thay đổi toàn bộ hết luôn. Đó. Vậy ta phải thay thế từ cái chỗ mở là vậy. Được chưa? Vậy ta phải đi tìm cái chữ blank page đó, ta đặt đúng vị trí đó. Còn phần còn lại thì ta copy vào chỗ khác. Đấy. Được chưa? Vậy này, vậy cái phần này làm bay đâu, phim này balance à, NK hả? À, black. Oh, ok, đây. Ồ, không phải, đây là menu rồi. Ở đây này có chữ H1 đây này, nào. Vậy khi ta ở đây, ta dậy nó buồn, ta áo cái này là chết rồi đó. Rồi, do vậy ta thay thế cái này này, thay thế cái thằng này. Thằng này, do vậy tôi thu nhỏ cái này lại nhé. Thu nhỏ cái này lại, ok, tôi thu nhỏ cái này lại. Đây, thu nhỏ cái thằng này này. Đó, và ta để ở đây. Để ở đây. Đó, vậy tôi sẽ copy luôn thì thằng này nhá, tôi sẽ copy thằng này luôn, tôi copy thằng này luôn, cắt luôn nhá, không phải copy nữa, cắt luôn. Tôi new một cái thằng này, tôi dán vào đây để tí là ta kế thừa, đúng không? Ta chạy lại, ta sẽ qua bên này, ta lưu lại, lưu lại. Và tất nhiên để mà chạy thử thì ta sẽ tạo cái gì? Thằng này ta add view cho nó, add view. Mình nhớ là giờ ta đã sử dụng gì? Sử dụng layout, và ta kích vào đây. Sử dụng layout. Layout nằm đâu? Đây. 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 Ở đây có layout này. Được chưa? Ta add layout vào. Rồi. Add layout. Rồi. Lấy giờ website trên này nó có cấu trúc HTML. Giờ nó có HTML nào? Không à. Ta chạy lại. Rồi, chạy lại. Đừng có chạy thằng này nhá. Chạy thằng này không có tích trừ gì đâu. Chạy thằng này nè. Ô, nó ra này. Nó ra rồi đấy. Nhưng CSS mọi thứ nó chưa có, đúng không? Vậy cái được ta mới có, ta có gì? Ta mới có thôi. Giờ mà nguồn ta phải có nữa, đúng không? Giờ mà nguồn. Vậy. Vậy, đấy. Đây,
À các bạn copy cho tôi thứ 1, lút in là 1, đọc là 2, đít là 3. 3 thứ 1 đây, copy. Copy ha. Copy. Và ta đi vào đây này, ta tạo ra một cái thứ mục public. Public đi. Public, ta tạo ra thứ mục public. Đấy, thứ mục cách tạo public. Được chưa? Và ta dán cái này vào đây. Ủa thường cái chạy đến Tết xong á. Đấy, copy như thế không? Chứ đừng có đi vào rút xuống có copy nó chạy đâu. Rồi, đây đây đây. Yên lặng đang quay video. Yên lặng. Đây ha. Cho tắt cần add. Tắt cần add cái gì vào? Tắt cần add cái gì? Tắt cần add cái loot in. Thằng này đúng không? Ok, thì giả sử đi, giả sử đi, giả sử đi. Tôi tập trung nè. Giả sử nhá. Giả sử tôi tạo ở trong login một cái tập tin CSS, ta kéo thả vào coi thử đường dẫn là phải thêm cái gì vào. Đây. Add một cái tập tin CSS này. CSS đâu rồi? Style shift. Ok. Xóa sau. Xóa sau .css. Ok ha. Đây, cái tập tin này xóa sau đây. Và ta kéo thử. Ta kéo thử nhá. Kéo thử vào đây. Vậy phần lưng của chúng ta thiếu cái từ gì? Thiếu cái từ gì bên đây? Thiếu từ gì? Thiếu từ gì? Còn cười gì hay cuộc con cũng cười gì? Cười gì không? Đây 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 đây, nó thiếu cái này này, nó thiếu cái này thôi đúng không, nó thiếu cái cụm này không đúng không. Vậy ta copy cái chữ này, xóa đi cái dòng này đi, đừng có để nó vướng. Và ta đi thay thế cái này, ta đi thay thế cái cụm mà có hai chữ sẹt này này, thay thế cụm hai chữ sẹt này, Ctrl H, thay thế bằng cái này. À, dùng chiêu, các bạn không dùng chiêu, các bạn đi mò đâu mà. Đấy, chỗ này thêm, chỗ này thêm, chỗ này thêm, đúng không? Ok. Và thay thế này. Cái thằng này khỏi thay thế đi. Next xuống dưới cùng á. Cái đường link liên quan đến hình thì được cần gì thay thế, đúng không? Đây, chỗ này thay thế này. Thay thế này. Đấy, rồi build nó lại. Cho ta chạy thử coi này. Good. Xong rồi. Đúng chưa. Rồi bánh trái này. Thấy chưa, thấy là hay không? Đây. Thử này, thử có thử ra ra. Tôi làm cái này là có đứa mày làm cái bụi cũng ra đó, đừng có mơ. Thử cái này. Ồ, ấn như này. Đó, ok. Được chưa? Còn những cái hình ảnh thì các bạn phải gì? Về chèn lại ha. Còn giả sử mà tôi muốn chèn luôn hình ảnh thì tôi ấn cái này cái là xong rồi. Đấy, cho nhìn này. Hình ảnh nó chạy pha luôn đấy. Đấy, thấy chưa? Mình trái không? Đấy, nó chỉ hình ảnh đang ngã bên kia sẽ xong. Vậy đó là những giao diện. Còn cái lòi này nè. Cái lòi bên trong này. Là
Các bạn đi sang bên này, copy toàn bộ cái khi này ta cắt ra này. Sao để ở đâu? Để ở đâu? Để cái tập tin này này. Tập trung đi, tập trung đi. Đây. Vào trong cái thằng đất bó này nè. Các bạn để là để ở đây này. Nhớ là đừng có làm mất cây này đi nhá. Sau này ta phải kế thừa đó. Rồi ta chạy lại cái này. Chạy lại này. Đúng giờ nó quay lại không? Đấy. Ta có định làm thì ta thường tối ưu hóa cái giao diện này cho nó gọn gàng chút xíu. Thì các bạn tối ưu hóa thì tối ưu, ví dụ như ở đây là ta ghi những bảng điều khiển đúng không? Chưa? Ở đây ta ghi những link của bảng điều khiển, ta đi vào nó cứ nhanh chẳng hạn. Chưa? Đấy. Giả sử cho nó sẽ làm ngay đứng dần là quản lý sản phẩm nhé. Giả sử đó quản lý sản phẩm thì ta chỉ cần thế này. Đây. Đây đây đây, kích phải chuột vào controller. Set. Controller. Rồi, tạo controller này là sản phẩm product. Ok. Add cái. Cái này ta add view nhá. Add view, add. Ok luôn. Vậy sang thằng bên này, copy thằng này, bỏ sang bên này, và ta muốn chạy thì giờ đây xẹp cái gì rõ đất. Hôm sau ta bàn cái chuyện là tại sao ta xẹp rõ đất như thế sang. Và tất nhiên giờ làm sao biết được rõ đất thì tốt đổi cái chữ này cái chữ gì quản lý sản phẩm. Ok. Vậy cái chữ này nè, tôi đổi lại là thành chữ quản lý sản phẩm này. Quản lý sản phẩm này. Ok. Chạy lại này. Đổi lại đi. Được chưa? Và quản lý sản phẩm thì thường thường ở trong này làm cái gì? Trong này làm cái gì? Tây bò đúng không? Tây bò. Vậy ở đây ta sẽ định ra cái gì? Phần bên trong này nè. Phần này nè. Ta định ra gì? Tây bò. Tây bò cần lát. Tây bò. Hover đi. Và gì? Và gì? Thường thường nó có cấu trúc. Đó là gì? TR đúng không? Đấy. Trong TR thì ta có gì? TH. Một. Ta copy cái này thành nhà. Năm dòng nhé. Rồi xuống đây ta phải có gì? T gì? TR. Và đây ta có gì? Ok. Và ta lập đi lập lại cái này nhiều lần. Đấy. Vậy ta có được một cái cấu trúc quản lý này này. Được chưa? Và hôm sau ta sẽ lấy dữ liệu tổng, ta đổ vào đây. Khi ta được cái danh mục quản lý quản lý, và ta thêm các cái nút lệnh. Ta thêm các cái nút lệnh như là kích. Ta tạo ra cái link thêm, kích rồi, kích xóa gì đó. Thì ta sẽ xử lý gì? Không, anh nhiều các bạn là đúng cái này vào để hôm sau ta có database thì ta sẽ sinh ra được cái giao diện thêm, được chưa? Đấy.